Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh họp bàn đánh giá công tác thu chi nguồn quỹ phòng chống thiên tai năm 2018. Tưng bừng ngày hội đoàn kết tại các địa phương trong tỉnh. Chuối được mùa, được giá mang lại nhiều niềm vui cho bà con nông dân Mường Khương. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngày 8 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã họp Hội đồng quản lý quỹ phòng chống thiên tai nhằm đánh giá công tác thu chi nguồn quỹ phòng chống thiên tai, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thu nguồn quỹ này. Quỹ phòng chống thiên tai được thực hiện từ năm 2016. Sau 3 năm triển khai, các cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn toàn tỉnh đóng góp được 25,5 tỷ đồng trong tổng kế hoạch là 52 tỷ đồng, đạt 49%. Tuy nhiên, trong 3 năm, chưa có năm nào hoàn thành mức thu quỹ phòng chống thiên tai. Theo quy định của Trung ương, Lào Cai đã chi 9,3 tỷ đồng nhằm phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các tình huống cấp bách, khẩn cấp. Qua thực tế triển khai thu nguồn quỹ phòng chống thiên tai trong 3 năm qua cho thấy, đối tượng nộp quỹ gồm nhiều thành phần, tổ chức khác nhau, nhiều cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp chưa làm tốt nghĩa vụ nộp quỹ theo quy định. Chưa quyết liệt triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thu nộp quỹ phòng chống thiên tai. Đối với các địa phương, chưa nắm đầy đủ số lượng doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn và không có cán bộ chuyên trách quản lý quỹ cấp huyện nên công tác thu, đôn đốc thu quỹ còn gặp nhiều khó khăn. Thảo luận các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu quỹ phòng chống thiên tai, các thành viên hội đồng quản lý quỹ cho rằng cần công khai thông báo các đối tượng chậm nộp trên các phương tiện truyền thông, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về nguồn quỹ. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo quỹ cần sát sao hơn với hoạt động thu, nâng cao năng lực cho quỹ. Riêng đối với doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan thuế cần cung cấp đủ thông tin về doanh nghiệp nộp thuế để triển khai thu nguồn quỹ này từ các doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất phương án sáp nhập các quỹ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng luật và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đối với các huyện thu vượt chỉ tiêu, cần có chính sách hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác thu trong những năm sau. Chúng ta thu được ở trên địa bàn nào thì nguyên tắc là cố gắng sẽ lấy cái tiền đó chi tại địa phương đó. Nếu có nhu cầu, thường trực quỹ xây dựng cái phương án bắt đầu có thể là trong quý 3 này, quý 4 này ngay, cùng phối hợp với đài truyền hình của tỉnh, phương tiện truyền thông của tỉnh tuyên bố nói rõ nộp quỹ này là bắt buộc. Bây giờ trước hết phải tuyên truyền để cho người ta hiểu đã. Sau đó hiểu rồi mà còn trời mưa nữa thì lúc đó chúng ta mới có chế tài để xử. Từ nay đến hết năm 2018, quỹ phòng chống thiên tai phấn đấu đạt trên 70% kế hoạch năm 2018. Đồng thời, chi sửa chữa các công trình bị thiệt hại do thiên tai, thuê vận hành quan trắc, quan sát, đo mưa, cảnh báo, dự báo thiên tai. Sáng ngày 8 tháng 11, Liên khu dân cư xã Bản Quang, huyện Sapa đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự và chung vui với nhân dân xã Bản Quang có đồng chí Hoàng Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Sapa cùng đông đảo nhân dân xã Bản Quang. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bản Quang đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con các thôn phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau tham gia phát triển kinh tế, tích cực giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, năm 2018, nhân dân trong xã đã đổ bê tông được 2,4 km đường. Nhân dân đóng góp tiền và ngày công trị giá 200 triệu đồng. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 390 trên 529 hộ đạt gia đình văn hóa, 7 trên 10 thôn đạt làng văn hóa. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Thế Hùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ghi nhận những nỗ lực của nhân dân liên khu dân cư xã Bản Quang trong xây dựng, củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn, tương thân, tương ái trong sản xuất và cuộc sống. Đồng chí đề nghị bà con tiếp tục phấn đấu, đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt, phát huy bản sắc văn hóa của địa phương, coi đó là nền tảng, động lực quan trọng trong mục tiêu phát triển toàn diện. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thế Hùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho nhân dân liên khu xã Bản Quang, huyện Sapa.
Ngay sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân cùng nhau tham gia phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2018, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở ngành, huyện Simacai đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Cán Cấu, huyện Simacai. Những năm qua, nhân dân ba thôn Cốc Phà, Chư Sang, Cán Chư Sử, xã Cán Cấu đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Kinh tế hộ từng bước phát triển, bà con nhân dân trong thôn đã mạnh dạn xóa bỏ vườn tạp, tập trung phát triển theo hướng kinh tế trang trại, gia trại, hình thành vùng chăn nuôi sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện liên thôn Cốc Phà, Chư Sang, Cán Chư Sử có 175 hộ khá trở lên, chiếm 10,9%. Tổng thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 30,2 triệu đồng một người một năm. Hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân liên thôn đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp tiền mua cát, đá, nhà nước hỗ trợ xi măng, đổ bê tông, cứng hóa trên 3 km đường liên thôn, ngõ xóm, các khu dân cư. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của liên thôn hàng năm đạt trên 95%. Phát biểu chung vui cùng với bà con liên thôn Cốc Phà, Chư Sang, Cán Chư Sử, xã Cán Cấu, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà liên thôn đã đạt được. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn lãnh đạo địa phương quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống nhân dân, phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh sản xuất, nhất là những lĩnh vực có thế mạnh, chăm lo cho giáo dục, phát triển văn hóa, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư đạt hiệu quả cao hơn nữa. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng bức ảnh Bác Hồ và quà chúc mừng bà con nhân dân liên thôn Cốc Phà, Chư Sang, Cán Chư Sử, tặng quà các hộ nghèo, hộ gia đình tiêu biểu có nhiều thành tích tốt của thôn, của xã. Ngay sau phần lễ, nhiều trò chơi dân gian truyền thống đã được tổ chức, thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia, tạo không khí thực sự vui tươi phấn khởi. Nhằm chia sẻ khó khăn và kịp thời hỗ trợ nhân dân thị trấn Nông Trường Phong Hải và xã Phong Điền bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ. Tham dự chương trình có đồng chí Lý Xeo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai. Theo thống kê, thị trấn Nông Trường Phong Hải và xã Phong Điền là hai địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận mưa kéo dài đêm mùng 2 đến sáng mùng 3 tháng 9 năm 2018. Cụ thể đã làm 47 nhà ngập nước và 3 nhà bị đất đá sạt lở tràn vào. Trong đó, xã Phong Điền bị thiệt hại nhiều nhất, có 21 nhà ngập nước, 3 nhà bị đất đá tràn vào nhà, một hộ phải di chuyển khẩn cấp. Thị trấn Phong Hải có 22 nhà ngập nước và sạt lở đất đá ta luy vào nhà. Tại đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã trao 50 phần quà bằng tiền mặt trị giá 55 triệu đồng cho 50 hộ dân của xã Phong Điền và thị trấn Nông Trường Phong Hải. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng, cá nhân các thành viên của đoàn hỗ trợ mỗi hộ 100.000 đồng. Những món quà ý nghĩa thiết thực này đã kịp thời động viên người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bảo Thắng là một trong 4 huyện của tỉnh Lào Cai nhận được sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai trong đợt này. Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát vừa tổ chức hội thảo công tác quản lý giáo dục và đào tạo năm 2018. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bát Sát đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ toàn diện cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Cụ thể, đến ngày 30 tháng 10 năm 2018, huyện Bát Sát đã sáp nhập 31 trường thành 14 trường, gộp 51 điểm trường mầm non và tiểu học, đưa 2.083 học sinh ở điểm trường lẻ về điểm trường chính. Kết thúc năm học 2017-2018, toàn huyện có 30 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2017, huyện tập trung nguồn lực đầu tư và đến nay đã hoàn thành xây dựng nhà ở công vụ giáo viên, nhà ở học sinh bán trú. Huyện Bát Sát hiện có trên 2.000 cán bộ quản lý giáo viên mầm non và phổ thông, 100% có trình độ đào tạo đạt chuẩn, 100% cán bộ quản lý tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về giáo dục. Các chế độ chính sách của nhà nước đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên được thực hiện đầy đủ kịp thời. Tại hội thảo cũng nêu lên một số tồn tại hạn chế khó khăn trong công tác quản lý giáo dục đào tạo huyện Bát Sát, như việc thực hiện đổi mới giáo dục ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn, thiếu cán bộ quản lý giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các môn, tin học, công nghệ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học chưa đồng bộ. Một số xã vùng cao có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, học tiếp lên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên còn thấp.
Định hướng trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo huyện Bát Sát tập trung đầu tư thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp học, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ quản lý và giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống cho học sinh, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học. Ngày 8 tháng 11 năm 2018, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. Năm 2018, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp tỉnh Lào Cai đã tiếp tục được kiện toàn, hoạt động giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cung cấp, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tổ chức hữu quan, phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị, tạo điều kiện cho công tác thi hành án dân sự địa phương. Công tác thi hành án dân sự triển khai hoạt động có trọng tâm trọng điểm. Kết quả thi hành án dân sự vượt 21,5% so với chỉ tiêu được giao về việc, vượt 18,5% so với chỉ tiêu được giao về tiền. Trong năm, Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức phối hợp tổ chức thành công 42/42 việc cưỡng chế thi hành án dân sự, trong đó có 19/19 việc cưỡng chế huy động lực lượng liên ngành tại địa phương như Sapa, thành phố Lào Cai. Công tác phối hợp chỉ đạo trong thi hành án dân sự được nâng cao, các cấp các ngành đã tổ chức tốt công tác phối hợp và được cụ thể hóa bằng các quy chế ký kết giữa các đơn vị như Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở các quy chế ký kết, các ngành các địa phương phát huy vai trò phối hợp, tích cực trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động thi hành án dân sự, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án các bản án. Năm 2018, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp thi hành 5.300 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 4.399 việc. Về tiền, tổng số tiền đã thụ lý là trên 393 tỷ đồng, tổng số phải thi hành là trên 385 tỷ đồng. Trong đó có điều kiện thi hành là hơn 153 tỷ 300 triệu đồng. Tổng số có điều kiện thi hành xong là trên 80 tỷ đồng, tăng 28 tỷ 935 triệu 303 nghìn đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được, nhất là trong công tác phối hợp, xây dựng quy chế, cung cấp thông tin. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban thi hành án dân sự các cấp và các đơn vị thành viên bám sát các mục tiêu nhiệm vụ của ngành, tiếp tục triển khai, thi hành các văn bản chỉ đạo, văn bản luật thi hành án, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự, thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra trong ngành, chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, rà soát quy hoạch, điều động luân chuyển cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự. Song song với đó, thường xuyên tổ chức các đợt bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Ngày 7 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân xã Tả Vời, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm 2016 đến 2018, triển khai mô hình điểm về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xã Tả Vời. Năm 2016, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã chọn xã Tả Phời là một trong hai xã của tỉnh làm mô hình điểm về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thực hiện mô hình này, xã Tả Phời đã thành lập Ban Chỉ đạo xã, tổ tư vấn, kiện toàn câu lạc bộ pháp luật xã, tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho hơn 600 lượt người về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, gia đình trên hệ thống loa truyền thanh cũng như nhiều hình thức trực quan sinh động khác. Sau 3 năm triển khai mô hình điểm, tình trạng tảo hôn đã giảm trung bình từ 40 đến 50% trên năm. Cụ thể, đến năm 2017, chỉ còn 4 trường hợp tảo hôn. Từ đầu năm 2018 đến nay, chưa có trường hợp nào. Về hôn nhân cận huyết thống, năm 2015 có 2 cặp hôn nhân cận huyết thống. Năm 2016 có 1 cặp. Và từ năm 2017 đến nay, không còn hôn nhân cận huyết thống xảy ra trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền vận động phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tiêu biểu như việc tuyên truyền vận động thầy mo trong việc tổ chức hôn nhân mai mối, vận động nhân dân không đi dự đám cưới các gia đình có con cưới tảo hôn. Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã tặng 1 giấy khen cho tập thể thôn Ú Xì Sung và 2 giấy khen cho cá nhân Ban Chỉ đạo xã có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình điểm về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở xã Tả Phời. Trong trận lũ quét lịch sử vừa qua cùng với thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu, thì kết cấu hạ tầng nông thôn của xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên cũng bị tàn phá nặng nề. Trong đó, hệ thống cầu cống, đường giao thông bị hư hỏng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, sản xuất của người dân, nhất là việc đến trường của các em học sinh.
Đây là cách qua suối của người dân tại xã Nghĩa Đô những ngày sau thiên tai. Sau trận lũ quét ngày 22 tháng 10, cầu Bản Kem xã Nghĩa Đô trên tỉnh lộ 153 kết nối giao thông với xã vùng cao Tân Tiến, một số xã huyện Bắc Hà và 8 thôn bản trên địa bàn xã Nghĩa Đô đã bị đánh sập hoàn toàn. Để đến trung tâm xã, không còn cách nào khác, bà con phải đi bằng bè mảng, lội suối. Nếu đi đường tránh cũng mất trên 2 cây số và đoạn đường này cũng rất khó lưu thông. Tại bản Lằng, chiếc cầu sắt kiên cố dài 15 mét phục vụ đi lại cho trên 100 hộ dân trong vùng, sau trận lũ cũng đã hư hỏng hoàn toàn. Những ngày nắng, bà con có thể tìm những vị trí cạn để vượt suối, song đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Sau cơn lũ, mưa lũ quét này thì cầu cũng đổ đi, bà con đi lại cũng khó khăn. Gia đình đưa con sáng sớm đi học cũng khó khăn, sáng nào cũng phải lội suối cõng con, nhưng mà lúc lũ mưa to lên thì đành phải cho con nghỉ học ở nhà. Tuyến đường giao thông nông thôn Bản Lằng đi Bản Đáp dài trên 3 cây số. Năm 2015, với sự hỗ trợ của nhà nước, người dân đã đóng góp công sức, tiền của xây dựng tuyến đường bê tông. Việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa của bà con nhân dân khá thuận lợi, xe ô tô lên đến trung tâm bản. Nhưng sau khi trận lũ xảy ra, hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ với khối lượng đất đá vùi lấp gần 3.000 mét khối, bà con trong thôn bản muốn xuống trung tâm xã, xuống chợ, học sinh đến trường đều phải đi bộ. Rất khó khăn sau cái đợt mưa lũ lụt này đi bây giờ. Nói chung là xe thì không đi được rồi, còn đi bộ thì còn có những chỗ còn này, gọi là còn phải bò đi ấy. Khó lắm, nhưng mấy ngày hôm nay còn nắng nắng như này đi còn đỡ, nhưng mấy hôm trước đi toàn bùn. Theo thống kê từ Ủy ban Nhân dân xã, mưa lũ đã làm 7 tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, trong đó có 3 tuyến sạt lở ta luy dương với khối lượng gần 5.000 mét khối đất đá, 4 tuyến bị sạt lở ta luy âm, lún, gãy với tổng chiều dài trên 200 mét. Nặng nề nhất là 2 chiếc cầu qua suối tại Bản Kem trên tỉnh lộ 153 và cầu Bản Lằng bị hư hỏng và cuốn trôi hoàn toàn. Việc khắc phục đang gặp rất nhiều khó khăn do nguồn kinh phí đầu tư lớn. Xã có cái kiến nghị đề xuất đấy, các cấp các ngành khớm khẩn trương bố trí được nguồn kinh phí. Một là xử lý cho cái cầu tràn ở trung tâm xã để khắc phục làm nó cái đường cầu đi tạm nối giữa trung tâm xã Nghĩa Đô đi lại các thôn để giao thông thường đi lại cho bà con và nhân dân học sinh đi học. Thứ hai nữa để lên Tân Tiến. Tân Tiến thì đi qua mỗi trục chính này thôi. Thứ ba nữa thì cái đoạn cầu Nam Mương bị sói lở hỏng thì sớm có khắc phục. Theo ước tính, các công trình hạ tầng bị bão lũ tàn phá, thiệt hại lên tới 100 tỷ đồng. Chính quyền nhân dân địa phương mong muốn các cấp, các ngành cần có giải pháp và sớm bố trí nguồn vốn để khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng nông thôn, đặc biệt là hệ thống giao thông. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai vừa có công văn thông báo về việc triển khai xã hội hóa cải tạo cây xanh trên một số tuyến phố chính trong đô thị. Hiện nay do hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị thành phố Lào Cai chưa được đầu tư đồng bộ, cây xanh trên nhiều tuyến phố chủ yếu do nhân dân trồng tự phát, không đúng với chủng loại cây đô thị, có tuổi thọ thấp. Trải qua hơn 20 năm cùng với sự phát triển của đô thị, phần lớn những cây này đều đã già, cong vẹo, dễ trồi lên vỉa hè, phá hỏng kết cấu vỉa hè, thời gian rụng lá trơ cành kéo dài, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng, mật độ cây xanh đô thị, đặc biệt là một số tuyến phố chính, đáp ứng tiêu chí cây xanh của đô thị loại 1 vào năm 2020, đồng thời chỉnh trang đô thị chào mừng đại hội các cấp năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành họp lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành cải tạo, trồng mới cây xanh trên các tuyến đường Hoàng Liên giai đoạn 2, Soi Tiền, Thanh Niên, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Hàm Nghi. Với hình thức Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ kinh phí chặt hạ cây cũ, nhân dân đóng góp 100% kinh phí trồng cây mới. Dự kiến giai đoạn 2018-2020 sẽ cải tạo thay thế 1.800 cây xanh với nguồn vốn xã hội hóa huy động khoảng 5,8 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho người lao động là mối quan tâm hàng đầu của tỉnh Lào Cai. Các chính sách kinh tế, xã hội luôn hướng tới mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, người dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có việc tái cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển hợp lý, góp phần tăng cơ hội việc làm, hướng tới tạo việc làm bền vững cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức tuyên truyền tư vấn chính sách lao động việc làm, học nghề cho trên 5.000 lao động là người dân tộc thiểu số.
Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đã ban hành các chính sách hỗ trợ học nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2018. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học nghề cho gần 4.000 học sinh, sinh viên với tổng kinh phí hỗ trợ trên 20 tỷ đồng. Trong đó có gần 3.500 người là người dân tộc thiểu số. Số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề là trên 8.400 người với 257 lớp. Trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó cho thấy tỉnh Lào Cai đã rất quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho thanh niên dân tộc thiểu số sau này. Nếu như thời điểm này năm trước, chuối rớt giá sâu, có thời điểm chỉ 2.000 đồng mỗi kg, khiến người trồng chuối của huyện Mường Khương không khỏi lao đao, thì năm nay giá chuối đã đảo chiều. Thời điểm này chuối không những được mùa mà giá chuối cũng bất ngờ tăng đột biến, đạt từ 12 đến 15.000 đồng mỗi kg, khiến nông dân trồng chuối rất vui mừng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gắn bó với cây chuối từ gần 10 năm nay, nhưng chưa bao giờ người dân ở xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương lại vui đến thế. Thời điểm này, giá chuối được các thương lái đến tận vườn thu mua từ 12 đến 15.000 đồng mỗi kg. Với 10.000 gốc chuối, dự kiến năm nay gia đình chị Lù Thị Thương ở thôn Cụm Ré thu hơn 100 triệu đồng. Mức thu nhập này theo chị Thương là cao gấp cả chục lần so với cây ngô được trồng chính trên mảnh đất đồi này. Cũng nhờ trồng chuối mà 3 năm trở lại đây, gia đình chị không chỉ thoát nghèo, xây được nhà mà con cái cũng được học hành đầy đủ hơn. Từ ngày trồng cây chuối thì người dân thì đi làm thì làm dưới cây chuối thì nó mát hơn, với lại không ở dưới nắng, nhưng mà khi thu hoạch thì họ về mua thì được giá cao hơn, thì được nhiều tiền hơn, thì người dân cũng được mua được nhiều đồ đạc gia đình hơn, có nhà thì xây được nhà. Căn nhà biệt thự có giá hơn 1 tỷ đồng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng là thành quả mà cây chuối đem lại cho gia đình anh Giàng Diêu Hòa ở thôn Gia Khâu A, xã Nậm Chảy. Với hơn 4 hecta, gia đình anh Hòa là một trong những hộ có diện tích chuối trồng nhiều nhất ở thôn. Theo anh Hòa, giá chuối năm nay được thị trường Trung Quốc thu mua với giá cao và ổn định. Theo hạch toán, sau khi trừ chi phí, mỗi hecta chuối cũng đem lại lợi nhuận trên dưới 300 triệu đồng. Với mức giá này khiến những hộ trồng chuối như gia đình anh Hòa không khỏi vui mừng và thêm niềm tin để gắn bó với cây trồng này. Năm nay thì nói chung là bà con phấn khởi, cái thị trường Trung Quốc nó thu mua là đấy, thời điểm bây giờ là 15.000 một cân, cứ trung bình 15.000 một cân thì tôi tính ra là năm nay thôn tôi có hộ sẽ bán được tầm khoảng 500-600 triệu về cây chuối. Hiện nay Mường Khương có 1.078 hecta chuối được trồng chủ yếu tại xã Bản Lầu, Nậm Chảy, Lùng Vai và Thanh Bình, với năng suất ước đạt 20 tấn trên hecta. Dự kiến sản lượng chuối năm nay của toàn huyện vùng cao này là trên 14.000 tấn. Các xã vùng biên này cũng xác định chuối là cây trồng mũi nhọn, chủ lực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương. Năm nay nhờ chuối được mùa, giá cao không chỉ khiến người nông dân vui mừng mà còn tác động tích cực đến bức tranh phát triển kinh tế của huyện vùng cao Mường Khương. Hiện nay thì cái vùng chuối Mường Khương thì mấy năm trước đây thì tập trung ở các cái xã như Bản Lầu, Lùng Vai. Hiện nay thì chúng tôi đang chỉ đạo người dân mở rộng sang các cái vùng xã lân cận khác như là Bản Sen và phát triển lên chỗ xã vùng trung huyện như là Nậm Chảy, Thanh Bình. Thì đây cũng là một cái triển vọng mới cho những người dân ở các cái xã có cái điều kiện thu nhập thấp thì đã có tiếp cận với cái sản xuất mới này. Ngoài việc chủ yếu bán cho thương lái Trung Quốc, quả chuối mô hiện cũng được thị trường trong nước đón nhận, khiến người trồng không lo bị ép giá. Những người nông dân nghèo của huyện Mường Khương đang đặt nhiều kỳ vọng về cây trồng này sẽ giúp họ vươn lên làm giàu, có cuộc sống ấm no trên chính mảnh đất quê hương mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.